sáng nay 27 tháng 11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, đã diễn ra hội nghị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự kỳ họp thứ 7 khóa 8. Chủ tọa hội nghị về phía ban thường trực Hội đồng Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Đức Quyền Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh thư ký Hội đồng Chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó thư ký Hội đồng Chứng minh, cùng chư tôn đức ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm. Chủ tọa hội nghị về phía ban thường trực Hội đồng Trị sự có Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch, nhiệm vị Phó Chủ tịch thường trực, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Diễu, chư tôn đức Phó Chủ tịch, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thạch Xoát San, Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Quảng Xã, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Đức Thiện, kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng ban chỉ đạo đại hội chính nêu rõ, căn cứ hiến chương quy định, hai hội đồng tiền nhiệm sẽ tổ chức phiên họp cuối cùng để đánh giá kết quả Phật sự trước khi diễn ra đại hội toàn quốc, nghe Ban Tăng sự Trung ương dự trình danh sách tấn phong giáo phẩm. Ban tổ chức đại hội báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, ban thường trực Hội đồng Chứng minh sẽ cho ý kiến về một số công tác Phật sự. Thay mặt ban tổ chức đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực, trưởng ban tổ chức đại hội chính, báo cáo công tác tổ chức đại hội, tổng số đại biểu 1.091 vị, khách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương là 100 vị. Từ ngày 26 tháng 11 đón tiếp các phái đoàn, ban nghi lễ tổ chức diễn tập cung đón chư tôn đức, tổ chức cầu an tại chùa Quán Sứ và quan lâm về hội trường đại hội. Hòa thượng trưởng ban tổ chức báo cáo các khâu khánh tiết, đưa đón đại biểu, nghi lễ cầu an, triển lãm, hậu cần, phát 2.500 thẻ cho các khâu phục vụ đại hội. Thay mặt ban tăng sự trung ương và Hòa thượng trưởng ban tăng sự trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký ban tăng sự trung ương trình danh sách tấn phong hàng giáo phẩm hòa thượng và ni trưởng. Thay mặt ban tăng sự trung ương và Hòa thượng trưởng ban tăng sự trung ương, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 trung ương trình danh sách tấn phong hàng giáo phẩm thượng tọa và ni sư. Ban đạo từ tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng nhận định, ban tổ chức đại hội lần này đã lên kế hoạch rất chu toàn cho công tác chuẩn bị. Ngài tin tưởng đại hội chính sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đây, Đức Quyền Pháp Chủ góp ý ban thường trực Hội đồng Chứng minh và ban tăng sự trung ương trong nhiệm kỳ mới cần ra soát chặt chẽ tại các địa phương khi giới thiệu tăng ni tấn phong giáo phẩm và đề cử chư tôn đức vào Hội đồng Chứng minh phải đủ các tiêu chí mà Hội đồng Chứng minh đưa ra. Theo Hòa thượng, vấn đề trên là đặc biệt quan trọng để giúp cho giáo hội trang nghiêm và vững mạnh.